Chào các bạn nha, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe nha. Hôm nay mình sẽ review lại cái đường ống nước mà mình để làm cho cái hộ dân. Thì đây là cái đường nước thoát sinh hoạt, thành ra là cái đường ống mình lúc đầu mình thao tác là mình kê cho nó cao lên để cho nó có dốc nước để nó chảy, nhưng mà những cái co để vô được thì nó cao hơn, do vậy là mình phải cắt bớt đi các bạn. Thì trước tiên là mình phải đánh dấu những vị trí cần cắt và mấy cái co, mấy cái tê, mấy cái giảm mình cũng sẽ cắt phần nửa hết, để khi mà gáp vô là cho nó không có bị dư. Thì nhiều khi mình cắt như vậy là mình không có đảm bảo được cái mối nối đó các bạn. Những cái vị trí mà mình đã cắt xong rồi nè các bạn, thì khi mà các bạn vô keo và vô mấy cái ống nối vô á thì nó rất là khít, tại vì phía ngoài nó rộng nhưng mà phía trong thì nó chặt, thành ra mình phải hơ lửa để cho nó nở ra, sau đó mình dán keo, nó vẫn dính nha các bạn, dính rất là chắc, tại vì nguyên cái đường ống này mình đã làm bên cái phần nước cấp sinh hoạt, nó cũng có chỗ mình phải cắt bớt đi. Mình dán vô thì mình cũng đã thử nước rồi, rất là ok, nó không có bị chảy đâu, các bạn yên tâm vấn đề đó. Thì các bạn lúc mà các bạn đo cắt á, nó phải chính xác. Thứ hai nữa là khi các bạn gò cho lửa cho nó nở ra là các bạn lau mấy cái cháy xém đó, cháy xém đèn đó mình lau cho sạch, rồi các bạn vô keo dán cái nó rất là ok, nó rất dính đó các bạn. Thì tại sao mình không để cho nó bằng mặt dưới để nó vô, thì mình để bằng mặt xuống thì nó vẫn vô không được, mình cũng phải cắt ít cắt nhiều gì nó cũng phải cắt, nhưng mà do cái đường dốc nước chảy á, thành ra là mình phải kê cho nó tương đối chuẩn luôn, rồi mình mới đo cắt một lần, nó tiện để sau này để người dân người ta sinh hoạt á, nước nó động lại mất công là mình phải chạy đi lại mình làm lại được nó các bạn.
Thì sau gần nửa tiếng đồng hồ thì mình cắt nối những cái vị trí co gáp này, thì cái bộ co nối đã tương đối hoàn chỉnh. Bây giờ mình sẽ dán keo để nó dính cố định lại luôn các bạn. Các bạn xem video có ý kiến nào hay á, gửi vô phần bình luận góp ý cho mình nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem, thấy video mà có hay thì các bạn cho mình xin một lượt like nha. Và các bạn chưa có đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ cho mình, để mình có động lực để tiếp tục ra những video mới để phục vụ cho các bạn.